Nay tìm đến nhà của chim sâu em ha. Này chim sâu em nè. Phải không? Phải chim sâu em chị. Này là chim sâu em phải không chị? Chim sâu em luôn. Phát lạc, không biết bao lâu rồi đó mới kiếm được nè. Nè chim sâu em nè. Mua gì kìa, bà con ở đây bán cho kìa. Cái con cờ. Bán cái giá 50 kìa. Bán không? Mấy con bây giờ trả giá đi, giờ mấy mà con này bán nói giá sao chị, nó nói nhiều chim sâu em này nó hiện nhiêu nè. Chị nó chim sâu em. Nó em bán lại nhiêu đi, chị bán rẻ em đi. Nhà trọ hai đứa ở đây hả? Hả ý? Dạ. Vô, chẳng vô. Đây chim sâu chim sâu em nha. Rồi hai vợ chồng ở trong nhà trọ. Nay đi tới nhà trọ hai đứa coi sao. Hai đứa ở nhà trọ này đó hả? Dạ. Đây. Ủa, nhà trọ có hai đứa đó hả? Dạ. Nhà trọ hai đứa nè. Nhà trọ này gọn ha. Đồ này ở đâu nhiều dữ vậy? Cà chua. Cà chua hả? Có mua cà chua không? Không nhóc quá trời vậy. Cà chua. Cà chua không hả? Rẻ ra có mua bữa nào đâu. Vậy tiền hả? Con mua cà chua không? Bé này bé trai hay bé gái hả? Gái. Sao để tùm lum vậy hả? Tùm lum hết trơn vậy. Ôi ôi. Hả? Chim sâu em? Không có chỗ để. Không có chỗ để hả? Dạ. Trời ơi, cái nhà trọ này muốn tháng nhiêu? Dạ, bằng cá đi. Cái bằng cá hả? Dạ. Ủa sao có con mặn? Nó mặn. Không có mặn hả? Để cho ông mặn không hả? Dạ, không có nấu cơm gì cho chồng ăn chân hả? Chồng nấu không hả? Dạ. Trời ơi, có chồng nấu không? Rồi sao chuyện này là của phụ nữ làm thì sao mà em làm Phúc? Nó nấu nồi cơm ba lần nhậu. Nó nhạt thành cháu bồi luôn. Vậy hả? Ờ. Vậy là giờ là em nấu không hả? Ờ. Rồi nghỉ đi bán số rồi rồi làm gì? Ừ không. Hả? Nằm nghỉ. Ờ, nó có rồi. Làm gì đâu. Giống chim sâu chị quá ha, chim sâu em giống chim sâu chị quá ha. Bán về là ở không không bắt bà chồng làm nè. Ừ. Phải không hả ơi? Dạ. Mừng đi mới tạc đó. Tạc chân luôn. Nhớ con tre rồi đó. Vậy hả? Ừ, tạc chân luôn. Vậy bữa mua cái chiếu ngủ nệm nó hầm dữ lắm. Mưa dột dữ lắm hả? Dột dữ lắm. Trơn, ướt nghẹt luôn. Không còn gì. Có dột bụng ấy không? Hả? Không. Nó nằm kế làm gì dột được. Vậy hả? Nằm vậy. Ngủ gác không? Vậy là không có dột bụng ấy ha. Ừ. Hai vợ chồng mình bán số ngày nhiêu? Ngày có 100. 100 à. Chồng 50, vợ 50 hả? Dạ. Khi bán số không? Em? Không có vốn. Không có vốn. Không có vốn mà. Mượn vốn người ta bán lời 100.000. Đến 100.000 mình xài. Anh thấy ở trong này quá trời đồ tùm lum hết trơn rồi sao mình không gọn gàng lại. Không ý. Có chỗ chứ. Đồ à. Chở chuột quá chuột. Chuột hả? Chuột nữa. Rồi chỗ nào giờ rách đồ nó trơn, không có treo bên gì á. Ba đầu mới người ta cho cái nó cắn trơn. Có lên trên gác không? Có lên. Gác chuột nữa. Ngủ không được, đụng đầu. Vậy hả? Ừ, văng mùng không được. Hấp chủng như hấp chủng rồi sao văng mùng. Đứng lên là không xuống không đó. Mấy hấp cái giường nó bỏ á. Thể dụng đụng đầu á. Mày đứng lên là đụng đầu luôn nè. Đứng lên đụng. Đâu có hẳn lên được đâu. Để cái giường cái nữa là chặt cứng luôn á. Bé đó được mấy tháng rồi? Được 3-4 tháng rồi. Có tên gì? Trâm. Trâm hả? Dạ. Hai đứa đi bán gì ngày có 100 tài số là đủ nuôi nhỏ không? Không đủ, hiếu không, nữa. Hiếu nữa. Hiếu hả? Giống nhà kìa, nhà chợ ngày nào cũng đóng. Ngày 35.000. Tháng ngàn triệu. Triệu đó. Là điện nước luôn á vậy? Dạ, điện nước luôn kia nhà chậu luôn á. Ừ. Rồi cháu nó uống cái gì hả? Sữa bịch. Sữa bịch. Sữa bịch, sữa bò hả? Dạ. Ngày mua 5 bịch đó, không có tiền mua hùm. Vậy hả? Dạ. Ngày nào cũng 5 bịch vậy? Ngày nào cũng 5 bịch. Chứ bịch tả đó, mới mua vô tả 50.000 á. Rồi hai đứa bán có 100 tờ rồi sao dư được? Không dư, thiếu nữa. Thiếu nữa. Tiền nhà trọ rồi tiền sữa rồi tiền cơm tiền cá đủ thứ hết trơn rồi đủ hả? Không thiếu thốn. Rồi mình ở nhà trọ không á, rồi nhà hai đứa ở đâu? Không có nhà. Không có nhà luôn. Không có nhà luôn hả? Dạ ở cái gì á.
Rồi vậy thì sao chịu nổi tiền nhà trọ rồi sao chịu nổi nè. Sao giờ? Rồi ý ơi, rồi có bà con hỏi là em giống em của chim sâu quá nè, phải không ý? Phải không? Phải. Đúng không? Có coi chim sâu không? Có coi chim sâu không? Có, bốn có coi á. Vậy hả? Dạ. Vậy là thấy chim sâu giống em không? Có cái hàm răng nè, hai đứa có cái hàm răng gan nhau nè. Giống nhau thôi. Chắc em ruột cái gì thất lạc nè ông ơi. Đó ai cô ai trước? Mày. Ý hả? Ý cô trước hả? Ý cô trước ơi. Cô sao ý? Cô nói sao? Nói cho lớn lớn lên cho bà con nghe coi. Quen. Quen sao? Thằng kia ẩn thì em bà ai quen thằng này. Xin xuống hỏi. Thằng kia là thằng nào? Thằng bạn của thằng này. Bạn này hả? Dạ. Nhắn lại làm quen, xin xuống hỏi. Ừ. Rồi dẫn Zalo. Dẫn ý lại hả? Dạ. Dẫn ý lại làm quen hả? Dạ. Rồi ý xin số điện thoại. Xin số điện thoại. Rồi hẹn đi đi chơi cái gì? Đi chơi. Những cuộc phơi vậy á. Ừ. Hẹn ngồi ổng có ra không? Có, chứ chịu mới ra. Có chịu mới ra hả? Chứ có ở không đâu ra, đi mặn hồ tí bữa nào cũng đi mặn chứ đâu. Mặn cái chịu mới ra uống được. Không có ở không. Rồi. Lần đầu tiên Phúc gặp ý gặp cái hàm răng vậy rồi thương hàm răng luôn hả hay là thương sao? Thương hàm răng thôi. Vậy hả? Ừ. Có hàm răng quá đẹp và thương luôn ha. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau cái ngày đầu tiên gặp nhau rồi hai đứa có mắc cỡ không? Dạ. Không. Không mắc cỡ hả? Sắp vô luôn cái gì? Sắp vô luôn. Sắp luôn ha. Sắp luôn lần đầu tiên là sắp vô ở luôn hả? Gặp lọt phải phải không? Cái đầu hỏi hỏi nhỏ kia rồi hỏi nó đi chưa chân đám mời đám cưới người ta sao nó nói chưa đâu không biết chừng nào mà đi mời đám cưới người ta. Ừ. nhỏ nãy đó anh nhỏ chạy xe đạp nãy đó. Ừ. Chưa chân mày mời đám cưới chi ta để ta làm đám mình đồng bên bển rồi còn đâu làm bên đây đâu mà mời. Vậy là hai đứa gặp nhau có làm đám không? Không, ở gì luôn. Vậy hả? Ở gì luôn mới có đứa con á. Ở luôn hả? Ừ. Hai đứa gặp nhau là bắt đầu là... Bụp luôn ha? Bụp luôn. Hỏi mẹ con chịu. Mới điện cho chị nữa. Điện cho chị nó hay. Chị nó nói chuyện với mẹ con. Vậy hả? Ừ. Hai bên người lớn gặp nhau là bắt đầu ở luôn ha? Dạ. Sao? Giết tối mới dám thôi. Tối mới dám hả? Ừ, người ta nhóc trên. Vậy là bằng ngày người ta nhóc trên không có dám ha? Tối lại mới dính đất ha. Dính đất mới được. Đêm đầu dính được mấy công? Hai luôn hả? Hai công. Cái nồi nhỏ này được. Vậy hả? Ừ. Chọc nứa không à. Nứa luôn hả? Ừ. Nhỏ này bế hàng chi là chọc nứa mới theo tôi không. Chứ có theo mẹ nữa đâu. Nè, thấy không? Rồi ý biết làm gì không ý? Nhà biết làm gì không? Đi con giặt đồ. Nó giặt đồ thì tôi giữ. Đi nấu cơm không? Biết. Tối con nhiều nấu cơm, thằng này giữ nhà này không nấu cơm. Mở người nấu bữa chứ. Sao chồng nói là ý là nấu cơm nhão à? Khi con tối con mới giặt hao đồ. Nhão rồi. Rửa chén. Mất làm rồi. Giặt đồ nữa rồi nấu cơm. Ừ. Chiên cá. Đó. Biết nấu canh không? Biết. Biết kho cá không? Nhớ con kho á. Kho luôn hả? Dạ. Đâu có nồi kho đâu, lấy xuống coi. Lấy xuống cho coi coi. Còn không? Hết rồi. Hay lần hết rồi. Hết rồi. Rồi ăn xong rồi để đây luôn ha. Dạ. Thôi dẹp ha. Dạ. Nghĩa còn hờ ba ông luôn á. Trời hả? Hả ông ba ông á. Dám dỗ lên rồi, không có cúng ổng gì chân á. Không có tiền cúng luôn á. Dạ. Rồi ông dỗ ổng không có tiền cúng luôn, gãi gì luôn. Khổ gì có tiền không mua. Chim sâu chị quá lành rồi, chim sâu em này quá hiền rồi. Rồi sao em kêu chồng em sao? Kêu sao? Kêu anh. Kêu phải không á? Sao nãy mới sao? Kêu mày đó. Khi muốn kêu mày kêu. Ai cũng nói sao mày không kêu chồng mày kêu mày. Ừ. Ai cũng la nói chứ. Cũng kêu bằng anh. Sao kêu bằng anh cho nó ngọt đi. Mày không à. Bởi tôi dặn nó gì hết. Rồi em kêu chim sâu em này là làm sao? Em. Kêu em hả? Ừ. Kêu sao kêu ai? Em. Ý kêu sao kêu? Kêu anh. Anh đâu anh? Kêu mày không à, anh đâu? Kêu sao kêu thường thường ngày kêu sao kêu lại ý? Kêu mày. Mày hả? Ê mày làm này tao hả gì? Ừ. Chồng không ý? Thương không? Thương. Thiệt không?
nó thương thiệt khùng cái. Ừ, thương thiệt khùng cái đây. Giống ông trời. Không bẩn cái gì. Vậy là không có thương thiệt rồi. Ừ, không có thương chồng thiệt rồi. Thôi đi lấy nhỏ khác à. Ừ. Không bẩn cái. Thuận ý nó thương mình đi lấy nhỏ khác rồi. Gì? Không đi. Tao đi lấy nhỏ khác lên. Gì? Tao quay, ông quay tao lấy nhỏ khác à. Tao tuyển nhỏ khác à. Gì? Lấy vợ nè. Không cái. Chồng tao thương tao không vậy đó rồi. Chắc nghĩ nó không thương rồi. Không cái coi. Thương mấy. Rồi vậy mới gọi là thương. Đúng phải không? Đụng cái răng phải không? Ừ. Đụng răng không? Không là đụng cái răng trước hả Phúc? Ừ. Vậy thì cũng đồng tớ thương giúp đỡ mình mới được. Ừ. Nói mạnh lên. Ăn chim cá hả? Chim sâu em? Dạ chim cá. Rồi cá này cá điêu hồng hả? Cá điêu hồng. Rồi, ngon dữ rồi ta. Để nó vàng vàng á mình hãy chở. Để vàng vàng hãy chở. Đây là chỗ của hai đứa hả? Dạ. Chim sâu chị thì có nhà ha, còn chim sâu em rồi đang ở nhà trọ nha bà con. Cho ông ăn cho bổ hả? Hả? Dạ. Cho ông ăn cho bổ, tôi có sức hả? Tôi sức chích ha. Năm nay tuổi ấy? 21 tuổi. Cháu bài anh nghe nước mùi đó nghe. Cá chiên sao rồi cho chốc giá ra rồi. Nè. Vợ chiên hả? Vợ chiên. Vậy là chiên nửa con, còn nửa con đó để... Còn nửa anh mới đợi chảo qua đó. Nửa con gà nữa. Chảo cái chảo không vừa. Không vừa. Không vừa cái chảo mới nhỏ. Nó đi để chiều đi, từ chiều mình chiên. Buổi sáng ăn nửa con đi. Rồi mình phụ nữ phải biết chuyện nhà rồi chứ sao rồi, tại gì? Trời ơi, con cá mà nó chả thôi, khự còn không nổi. Đó, khự dặn rồi đó. Vậy hả? Hãy nè, mình mua sữa cho nhóc, cho bé nó uống nha. Ừ. Sữa bạch cái gì, cái đó, cho bé nó uống sữa bạch cái gì hay sữa bột? Sữa bột. Sữa bạch ha. Nhóc tôi kêu. Ừ. Của anh Ngô Hải, cho mấy hoàn cảnh nó ăn cho hai vợ chồng nha. Ừ. Thì hai chồng ở gì? Có bức ra lớn không rồi sao mà đem ra trước cửa này chiên hả? Dạ, bức ra nhỏ đó. Dạ, bức ra nhỏ đó đó hả? Dạ, mới mua